Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, dự báo từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, trên địa bàn toàn tỉnh, đêm nay không có mưa, ngày mai trời nắng, đến chiều tối mai sẽ có mưa rào kèm theo dông vài nơi. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trên địa bàn tỉnh dao động trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ và thấp nhất là từ 25 cho đến 27 độ. Độ ẩm trung bình từ 85 cho đến 95%, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo mực nước cho ngày mai 8 tháng 8 trên địa bàn tỉnh Long An. Ở khu vực phía bắc của tỉnh thì mực nước ở đây lên theo kỳ triều cường cuối tháng 6 âm lịch. Theo đó thì tại trạm Mộc Hóa mực nước dự báo vào ngày mai là 0,53m, tại trạm Tân Hưng là 1,07m. Ở trạm Vĩnh Hưng, mực nước được dự báo là 1,08m. Ở trạm Hưng Điền B, mực nước đo được là 1,44m và 0,72m là mực nước được dự báo tại trạm Vĩnh Đại. Còn đối với khu vực phía Nam, mực nước ở đây cũng dao động theo triều. Trong ngày mai sẽ có hai lần xuất hiện đỉnh triều trong khoảng thời gian từ 14 giờ cho đến 16 giờ và từ 4 giờ đến 6 giờ. Theo đó, thì tại trạm Tân An được dự báo mực nước ngày mai là 0,84m và 0,78m là mực nước được dự báo tại trạm Bến Lức. Đỉnh triều ở cả hai trạm này đều xuất hiện trong khoảng thời gian từ 14 giờ cho đến 16 giờ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An, thì trong đêm nay và ngày mai, khu vực Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng chính bởi gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Rãnh áp thấp nâng trục lên phía Bắc suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục qua Trung Bộ. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Tại miền Đông Nam Bộ, khu vực này đêm nay có mưa rào vài nơi, ngày mai thì trời nắng, có lúc gián đoạn, đến chiều tối mai thì sẽ có mưa rào rải rác kèm theo dông. Cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng gió giật mạnh, lốc và sét. Nhiệt độ cao nhất ở đây dao động trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ và nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Còn ở khu vực miền Tây Nam Bộ, đêm nay thì khu vực này cũng có mưa vài nơi, ngày mai thì trời nắng gián đoạn, đến chiều tối mai tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông, quý vị cũng cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Nhiệt độ cao nhất ở đây là từ 31 cho đến 33 độ và nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Cuối bản tin sẽ là thông tin nhiệt độ tại một số thành phố lớn trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.